tao. Bây giờ mẹ cưới vợ con với mua xe, mà nếu mua xe thì khỏi cưới vợ được không? Không, mua xe. À, bà nói chuyện tầm bậy em bạ, không mấy anh quay tầm bậy em bạ rồi sau này tôi hôn ngoan bắt anh. Anh ai chị? Anh nói là con đúng không? Quay luôn đi. Trời ơi. Quay nó luôn đi. Tao không chịu, nó bữa đó mày quýnh tao. Mày muốn chết tao, tụi tao chết tao qua cái dao mày tao đó. Bây giờ mày muốn nói gì mày trở đây. Đâu rồi mày trở đây. Mày trở đây. Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem YouTube của tất cả các anh em. Thì ngày hôm nay các anh em tụi em nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu từ một người phụ nữ quê ở Kiên Giang đã cầu cứu các anh em YouTube, bởi vì có một cái câu chuyện vô cùng bức xúc, đó chính là bị chính con trai ruột của mình ra tay, có cái động thái đó chính là hành hung một khoảng thời gian rất là dài. Cho nên là cô đã cầu cứu anh em YouTube đến đây. Thì con xin trước tiên con xin chào cô. Cái câu chuyện của cô như thế nào? Cô có thể là chia sẻ cho mọi người, quý vị khán giả trên cộng đồng mạng được biết rõ hơn cái câu chuyện của cô được không? Tôi giới thiệu tên họ của tôi luôn không? Ấp xã luôn không? Dạ. Tôi tên là Ngọc Hà, ở ấp Đồng Giữa, xã Năm Thái, huyện Biên, tỉnh Kiên Giang. Vì tôi bức xúc là trong nước, ngoài nước, bà con cũng chứng kiến cho tôi, lời nói tôi là sự thật. Là trong khi 15 năm qua nay là con tôi nó hành hung tôi dữ lắm luôn. Nó là con trai út, nó tên là Phạm Văn Quốc. Là nó đầu tiên là nó 15 tuổi là nó quýnh đuổi cha nó ra ngoài về Hà Nội rồi. Là từ 15 năm nay là chồng, vợ chồng tôi chưa bao giờ ly dị, nhưng mà lâu lâu mới vô dám thăm lần, ông bỏ xứ luôn. Rồi tôi còn chịu đựng đây. Đầu tiên chồng tôi biểu bán hết trơn đi, mẹ chú Cường ơi, đi ra ngoài đó mình bỏ hai thằng này đi, nó 15 tuổi mà nó không lo làm ăn hết trơn, thôi đi đi. Rồi tôi nói lạnh tôi không về Hà Nội được, bây giờ lên thành phố đi mướn nhà trọ đi mẹ mày ơi, rồi bán đất gửi ngân hàng đi, rồi dẫn một nhỏ con gái đó, lúc đó nó mới có 6 tuổi à, đặng đi làm ăn. Cái tôi nói thôi ông ơi, không lẽ con mình bỏ nó chết sao, thôi vậy bây giờ là ông làm giấy đi, ông gửi nhà nước đi. Rồi cái tôi năn nỉ ba tôi quá trời luôn, tôi nói ba bây giờ ba qua đi là ông Đỗ Văn Tứ đó, là qua đây đi thuyết phục anh Hoành đi, cho anh làm đơn gửi nhà nước giao giáo dục đi. Bây giờ mình sanh con ra mình không có giáo dục nó được, bây giờ là nhờ nhà nước giáo dục đi, chừng nào con mình nên người mình nhận về, chứ mắc mới dành phải bán đất, sau này sao mua đất được. Tôi mới dằn co, tôi mới năn nỉ ba tôi, qua thì năn nỉ chồng tôi 3 ngày, ổng làm đơn ổng mới dám ký tên, cũng như là con nó hại mình, nhưng mà anh không có đành hại con đó mấy chú đó, với cô bác trong nước ngoài nước anh không đành nào hại con. Rồi vì tôi khóc quá đi, tôi nói anh về ngoài Hà Nội rồi còn mẹ con tôi sống sao đây, có hai mẹ gái đứa gái tôi, còn hai thằng trai em bỏ rồi, rồi làm sao tôi sống. Rồi tôi khóc quá trời đi, cái ổng không ai bắt hết trơn á, cái ổng mới về ngoài đó là ổng về ổng chạy một chiếc xe là tay hút thôi, sao này ổng cũng trả mẹ con tôi, ổng không lấy cục đất nào, không lấy tiền bạc gì hết đó. Ổng về ngoài đó bây giờ ổng lập nghiệp ở ngoài ngoại rồi, năm nay nữa là 15 năm rồi, nhưng mà nó hành hung tôi lúc nó 15 tuổi, nó đánh nó ruột tôi qua tới cái nhà bà bế bên kế bên, nó lấy phản nó chém tôi, nó biểu tôi sắm cái chiếc xe là ẹt đó là 53 triệu, là mà tôi không chịu sắm, tôi nói tôi đâu có tiền. Rồi hai anh em đi lên thành phố mằng đi, cái nó bị hai thằng ruột đi cái năm mà 2012 đó chú, cái bước qua hai năm ngã là 33, cái ở còn ta có chữa đi, cái về cái bên bển người ta không nghe, ta nói bà phải cưới không cưới là bắt đầu ta làm tròn đất cho tôi. Thấy gì tôi mới đi hỏi tiền của dì Tám, nó là 20 triệu với 4 chỉ vàng, không có sao cô nói vậy, là 4 chỉ vàng đem về đi cưới vợ cho thằng thứ hai là ở dưới Sóc Trăng mình á, là bên đàn gái bên ông ngoại nó ở chúng ông ngoại, là nó là nhỏ nó cưới nó 17 tuổi, là năm con tôi quen nó 17 bước qua 18 tuổi là tôi cưới.
rồi về. Rồi thành ra là sau này á, là tôi cưới vợ nó vậy. Cái thằng thứ ba nè, nó nói tại sao bà cưới vợ cho thằng Cường, bà dám đi hổ tiền. Mà sao bà cưới vợ tôi mà bà sắm xe tôi, sao bà không mà đi hổ tiền. Tôi nói trời con ơi, bây giờ con mua chiếc xe 20 triệu đi, mẹ mua bạc góp, trả bạc góp người ta 10 triệu, còn 10 triệu từ từ mẹ trả. Chứ bây giờ tới 53 triệu làm sao mà con mẹ sắm nổi con. Rồi cái nó ruột tôi kém mà bà bế kế bên là bà, trời ơi Cường ơi, trời trời chồng mày quá coi kìa, chồng mày sao mày giờ mà vậy, bà đứng ba chặn bà càng như tôi nè, là cái nhà kế bên là tên bà bế đó. Dạ cô cho con hỏi một tí, có nghĩa là cô có bao nhiêu người con? Ba người, là thằng cha thứ hai, rồi thằng này là út, rồi với nhỏ gái út là 27 tuổi. Là ba người con. Ba người con, hai trai một gái. Vâng. Rồi cái người hành hung cô là người thứ hai, là người thứ út? Người út. Còn thằng thứ hai là nó hành hung tôi, là nó quýnh tôi là ba chặt rồi. Còn cái thằng út này là quýnh nhiều. Hai thằng trai coi như thằng nào cũng quýnh hết trơn, mà thằng út nó quýnh nhiều hơn thằng hành hung nhiều hơn nhỏ. Lúc nãy con nghe tôi quýnh nó thằng nhỏ nhiều hơn lớn. Lúc nãy con nghe cô kể là có chồng của cô. Thì cha ruột đó. Cha ruột gì hiện tại giờ đang ở đâu? Bây giờ nó ở Hà Nội, đâu dám gì đây. Sao vậy? Cũng như là nó về đây là nó quậy ổng hoài đó. Ừ. Hôm ra tay là đánh luôn cha ruột của mình. Hồi đánh ruột cha ruột là cái thằng út không đánh, nhưng mà cái thằng lớn đánh. Cái cũng như cái đám cưới cái bên á, cái đầu nó quậy quạng bển, cái ổng là nó cái đầu dòng chĩa nó đó, là cái chĩa rớt cái xong mà không dính luôn, rồi cái bàn cái dao đó. Rồi ổng bỏ ổng đi tới giờ đó. Nhưng mà cái nguyên nhân mà xảy cái xô xát là từ lúc 15 tuổi tới giờ là tất nhiên là thằng nhỏ này đầu xe. Nhưng mà cô mua không nổi là nó quậy cô hoài. Dạ. Rồi năm 15 tuổi tới 17, 18 tuổi cô không mua nổi, tới năm 25 tuổi cô mới mua được. Là cô gả con gái cô là năm 22 tuổi, là thằng này là 24, 25 gì đó. Là nó đi, tao nói thôi mày đi ghe đi. Nó ruột có chém tôi rồi, đầu nó đi ghe. Tôi cũng thưa gửi tùm lum hết trơn mà không ai bắt chân á. Rồi con đi ghe đi, về đi rồi mẹ mua cho con. Rồi tôi hứa vậy thôi à, mà sao trời dung đảng, sao tôi gả con gái tôi là lời được một cây vàng, là một chiếc 5 chỉ với một tôi làm một chiếc lắc 5 chỉ với một con dây tôi đeo. Cái nó về nó thấy cái lên ăn mâm cơm này nè, cái nó dở nè, mới cái vô mà ăn một miếng cơm mà nó dở lên nè. Tôi với gái tôi với nó, bữa nay mà mua xe chưa, không có sao cô nói vậy. Cái con gái tôi mới khóc ù lên, nó nói trời trời, mẹ gả con được có con cây vàng hả, mà để hầu môn cho mẹ, mà sao mà ông đòi mua xe rồi lấy gì vô cho mẹ, tôi không chịu đâu. Cái nói là con ơi, nếu mà mẹ cỡ nào mẹ cũng mua hết trơn con, không ấy là nó giết mẹ chết là sao, bây giờ mày cứu được cái mạng tao không. Cái ngay chăng bữa 14 tháng 5 đi chạy đi ra mà thứ ba này mua chiếc xe hẹp chú, là lúc đó nó sụt rồi còn là 47 triệu rưỡi. Tôi bán hết trơn một cây vàng là 33 triệu. Tôi ra ngoài là tôi với nó đi ra ngoài ngay bữa 14 mà ngày 6 mà con mua cho con, bữa nào cũng bữa nay cũng mua hết trơn, bà phải mua. Cái tôi nói con à, bữa nay mẹ mua cho con nha, từ đây sắp tới mày đừng có ruột tao nữa nha, kém tao. Bây giờ mẹ cưới vợ con với mua xe, mà nếu mua xe thì khỏi cưới vợ được không? Không, mua xe. Thì đồng thời đi ra ngoài bán nhằm nhập lại, nó thiệt với chú chỉ là có 40 triệu thôi, bị cái vàng có 33 triệu à. Cái đem trả người ta là không có nói trả góp nha, nói bây giờ là còn lại 7 triệu rưỡi, tôi sợ nợ lắm. Nên nói thôi bây giờ còn 7 triệu rưỡi là con đi ghe đi, mẹ ở nhà nặng mẹ trả cho. Rồi nữa mày về mày trả lại mẹ. Về nó không có trả luôn, nó lấy tiền nó đi kêu bạn bè lại mua bia mua đồ uống cho đã. Rồi nó chạy chơi hoài, nó không có mặn gì chú. Riết mà tới cái năm là 27, 28 tuổi này nè, là bây giờ nó mới 30. Là nó cứ, nó ruột, nó chém tôi, nó vô, nó phang ở nhà tôi nè. Là cái trong này là gách hết trơn, sao kìa, là nó biểu phải cưới vợ. Nhưng mà cho con hỏi là gia đình mình là làm nghề nghiệp gì? Nuôi tôm. Nuôi tôm hả? Nuôi một vùng núi nuôi tôm. Còn anh là con của cô á, là thường ngày là ảnh làm nghề nghiệp gì? Không làm gì hết, nó ăn nhậu không à. Là gì nè, để kể cho chúng nhau nghe luôn nè, mấy trên hợp đồng mạng nghe luôn, là trong khi là mua xe cho nó rồi nó không lo làm ăn, nó chạy đi chơi không à. Cái con gái tôi nó khóc, nó kêu, nó điện cha nó, cha ơi bây giờ Hàn Quốc nó quậy, bây giờ ba vàng mẹ gả con, bây giờ lời mà mua xe nó cho nó rồi, bây giờ đây mai mốt nè nó quậy bả đòi mua mà cứ vợ nữa, mẹ làm sao lỗi. Bây giờ cha vô cha tách đất ra đi, thì nó ngay tách đất tôi tầm nhỏ là được 30-40 công rồi cậu, là cũng như tầm nhỏ đó nha, đất cái chỉnh bây giờ còn chỉnh đang còn chỉnh á. Là cha về ta tách ra đây, hồi trước thì tôi nuôi chung luôn Hà, là mình nuôi con mà ổng đi rồi là mình giữ miếng đất lại mà. Rồi cái đầu bây giờ là tách ra một thằng một dây, tôi một dây, là nó một dây, là thằng thứ hai dây đó. Rồi cái đầu nó tách đất nó rồi, cái cha nó bây giờ tao tách đất ra cho mẹ mày dây nè, mày dây anh mày dây nha, mày để gìn giữ 3 năm mày cưới vợ, còn nếu mà mày không lo cưới vợ đi hắn là sau này mày không có đòi nữa nha, bởi vì mẹ mày sắm xe rồi mày cho mướn, thì mày để 3 năm này là 3 năm nó ngay được mà 90 triệu cậu, là cho mướn đất đó. Rồi nó ngay nó để trong thẻ,
gửi đi ghe vậy nó gom được 120 triệu. Hồi năm rồi nè, nó lợi là ngày quýnh bài sập xám là nhà của ông ngoạn con anh Ba Phương nè là hết trơn luôn. Bắt đầu nó xuống nó bay cái nhà tôi đùng 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 đùng. Năm rồi là 27 tuổi 28, rồi năm nay là 30 nè, nó quậy hoài, nó biểu phải cưới vợ nó. Rồi đợt rồi cha nó nói xuống đây nè quậy nè, cái nó biểu cưới con nhỏ nó hai con, mà con nhỏ đó là con nó 8 tháng với đứa 4 tuổi là nhỏ đó trước là mới quậy nè, để tôi kể câu sau lần nhỏ sau này nữa. Cái nó biểu cứ cái đầu nó bay trong nhà nè, con nhỏ gái nhà, cái nó điện cho cha, cha ơi cha bây giờ quất nó quậy quá rồi, bà kia bác kêu rạp tài 5 triệu hà là rước con gái bà về nuôi đi, hai đứa con, hai đứa nó con gái luôn. Cái ổng con nhỏ này đi ra ngoài ngoài, ổng gửi gì cho 10 triệu đưa cho nó không thèm, nó trả lời, nó chữ nó không trả, nó trả lời đó chú, nó không chịu lấy. Rồi cái bây giờ 6 giờ, cái giờ nó gặp con nhỏ này nè, là nó trên xã thứ 7 nè, nó là biệt danh là tên con Dương, mà nó sụi sụi một bên, hai đứa con. Mà chồng nó thì đi tù đâm người ta là 2 năm mấy nay. Nhưng mà bây giờ là nó cặp con nhỏ đó từ 2 năm mấy nay cậu. Nó nghiến răng nè, nó nói nếu mà mày mà nói động một cái ra bị gì bên chồng ta hay sao bị nó lấy con tôi á. Là tao dặn cổ mày, tao bẻ cổ mày cái mục. Cô kể là sơ qua là con thấy là con của cô là quá trời luôn. Ra tay với kể cả cha mẹ khiến cho chồng của cô là phải bỏ trốn luôn. Không, nhưng mà tại sao cô không báo công an? Trời ơi, tôi nói cậu nghe nè, bức xúc bữa nay tôi mới lên mạng, cậu không bao giờ mà tôi nói quan chút nào. Công an đó, chồng tôi gửi ra 15 tuổi, người ta nói chưa tới ở tuổi ở tù. Rồi tới 17, 18 tuổi giác phản chém mà cái hai cái dao ngắn vàng với phản này có nè, là cái bà kế bên can nè. Cái lúc ra tay vậy là có người chứng kiến không? Có chứng kiến luôn, là cái bà đó, bà can tôi rõ ràng luôn mà, bà chứng kiến mà. Còn công an lên là kêu lập biên bản, nên nó không chịu lên. Đó, rồi bà nói bây giờ lên đi là nó giết tôi cũng nói đó chị Sáu. Nó rồi nó là quýnh bài thua hết trơn cậu coi. Rồi cái đầu nó năm rồi nè, nó xuống nó quýnh đập rồi nữa. Cái hôm Tết này được 4 chỉ vàng là người ta trả đất lại 3 năm rồi. Rồi cái đầu nó quýnh bài với đá gà thua hết trơn luôn. Rồi bây giờ nó xuống nó đập rồi, hôm Tết tới giờ nó đợi mà cứ vợ nó hoài. Cái bây giờ cậu biết không, là nó cặp với nhỏ này nè, tôi cũng không dám nói gì hết á. Cái bữa mùng 4 Tết á, con nhỏ này mới cặp lên người khác. Rồi nội trong một tháng không lên ngủ nó. Rồi cái ngay chăn nhà chị chồng người ta, cái nó xuống nó lấy mà đào nó gượt người ta. Cái báo công an, cậu công an lại bắt nó. Cái đầu chị chồng nó thường là nó phạt là 350, nó cạo đầu luôn cậu. Đó, rồi cái đầu làm hại bây giờ bên chồng ta hay được đó. Cái ta đuổi con Dương này nè ra khỏi nhà, là lấy trai, lấy thằng này gì đó ra khỏi nhà. Rồi bây giờ nó kêu tôi phải cưới. Tôi hỏi cậu, thằng kia còn trong tù. Đó, là sự việc là quýnh tôi hổng gài là tại con nhỏ đó. Là nó biểu thằng này nó khóc, nó tự giận, nó nói nó đồ tự tử. Nếu mà anh Quốc không cưới tôi tự tử tôi chết. Bây giờ bên chồng tôi giờ hay được rồi. Bởi vì con nhỏ này mình đâu có dám nói đâu cậu, là con nhỏ này nó đi lấy thằng khác. Rồi bây giờ là lúc con Dương á lấy thằng khác. Lúc mà cô bị cô quýnh, hàng xóm có chứng kiến không? Cái thằng ngoạn này là nó can ra nè. Rồi còn ở đây là thằng Dương nó kế bên, nó đứng đây nó dòm lên lồm luôn nè. Nó đâu không kịp vô can, bởi vì trong khi nó bay vô là nó quýnh liền theo tay tôi đi bán cá về, tôi ngồi nấu cháo heo hay sao á. Rồi bây giờ hiện tại là cô đang ở một mình hay cô đang ở với ai? Cô có mình ơn tôi, cô không có ai hết trơn á. Mấy người con cô quýnh họ ở đâu? Trong công khi nó ở trên nhà trên á, là tôi giao nhà luôn. Tôi cậu coi, nó cầm cái dao nó không cho tôi vô nhà ngủ, là cái ông may ngang cửa ông năn nỉ cho vô, không cho vô. Rồi tôi dám mà tôi kiếm hỏi tiền có bạc, tôi về đây tôi cất nhà đây ở đây nè. Bà nói chuyện tầm bậy bạ, không mấy anh quay tầm bậy bạ rồi sau này tôi đưa công an bắt anh. Anh ai chị? Anh nói là con đúng không? Anh là ai vậy? Anh nói là sao? Anh nói là sao với con? Đó đó. Ủa cậu đừng có tin nữa. Con có hả? Con có hả? Đừng có sợ, trời. Sao đâu? Sao? Anh nói sao? Anh nói gì rồi? Nó phải nói gì rồi? Đó đó. Rồi quay luôn, quay luôn. Quay luôn. Có nghĩa là anh là con của cô đúng không? Ừ. Đó. Ra quay luôn. Đó, đừng sợ chân á. Đó quay luôn đây. Con của cô hả? Trời ơi, con có cậu. Ừ, nó trời ơi. Quay nó luôn đi, quay nó luôn đi bây giờ. Chịu nó bố đó mày quýnh tao. Mẹ mày muốn chết tao tưởng tao chết tao rồi. Cái dao mày cắt cổ tao đó. Bây giờ mày muốn nói gì mày chết đi. Đâu rồi mày chết đi. Tao lưỡi mẹ mày chết đi. Vô. Thì hiện tại là cô ở trong căn nhà của cô ở với ai?
hiện hồi nãy mình quay đó là cô ở Bình Ân. Bình Ân ha. Còn nhà trên đó thì cô giao cho Bình Ân nó. Còn thứ hai nó có vợ nó ở xích đằng đẳng đó. Rồi thì cái việc mà con cô hoặc hùng cô lại tại nhà hay là ở đâu? Cái bữa mấy lần trước là trên nhà trên nữa mà. Là gượt chạy qua nhà bà bên kế bên bà can hoài luôn đó. Rồi 25 Tết này nè, là tôi lên tôi bẻ mấy chị dừa. Là nó nói ngày qua bà đi đâu, tôi nói tôi đi bán đi đâu. Sao mà gần Tết sao mà không đi xuống dọn dẹp nhà cửa chứ vậy. Lên dọn dẹp nhà cửa tôi nói hồi hôm Tết đó, năm rồi đó, tao cũng lên, tao cũng cho thừa đó. Mày với nó với cái cặp cái nhỏ đó đó, mà nó tên Dương, mà tôi quên tên Dương đi. Cái tôi nói mày với con Sụi á, bị gì nó Sụi Sụi bên kia bằng Sụi. Mày với nó đi đằng nhà ông chích chịu đó, lúc công an lên, không biết nhà tao vụ gì đó. Nửa đêm vô thừa mà công an lên đó, hai đứa bay đẳng là tao đằng này, tao mà cũng vô thừa đó. Cái đủ má mày muốn Sụi không? Nó phang một cái cây mà bay dai nè, quất vô trong này là kế chuồng gà cậu. Là Sụi luôn đây luôn nữa, là sao là nó bầm hết trơn ha, cái đầu nó phang vô trong cái dạ bụng tôi nè. Là bầm hết trơn luôn, tôi có chụp hình qua cái điện thoại bên kia kìa mà được rồi, mưa mùng 2 Tết, mùng 2 rồi nè. Gái tôi đem về bên Phú Quốc rồi. Rồi tôi xỉu ngang rồi. Tôi gắng ngồi vậy, tôi chạy qua bên nhà của bà bế cái bên thì bả con tôi đập quýnh gì vậy đó. Mà trong khi cái nhà con nhỏ nó có a bà ga, nó quay lại. Rồi nó nói thêm, nó bớt thêm. Rồi cái đầu con nhỏ này nó nói vậy là bữa hổm là con bà xuống đây quậy quạng nè. Tôi nói tôi cũng quên nó đâu cô ơi, muốn làm gì làm đi. Cái đầu thường 3.5 triệu. Rồi con nhỏ này mới nói vậy là bởi vì mày có liên quan với thằng này, bởi vậy mới xuống quậy nhà tao nè. Là người ta đuổi nó mấy bữa nay là ra khỏi nhà, không cho vô nhà. Rồi nó mới khóc với thằng con tôi, nó nói phải cứu nó. Rồi qua bữa sau tôi xuống tôi sửa xe nữa, là thằng Quốc nó quýnh tôi bầm mình mà mấy chân. Tôi mới nói cô ơi cô, sao cô ác vậy? Tôi nói có bao nhiêu mà tại sao mà cô nói nó bây giờ quýnh tụi mình mày. Hai đứa bắt đầu nó nhảy ra nó chửi tôi ha, rồi đầu nó gục tôi chạy xe đi luôn đó cho cô hay. Nó nói giang tôi gặp đó chứ không phải mà có chuyện gì chưa. Ta nói là cô cũng là hung dữ rồi lại nhà người ta chửi lộn được có không? Tôi chưa bao giờ lại nhà nó lần nào, tôi chưa biết nhà hai con nhỏ đó chứ mình gặp nó đâu. Tôi lại tôi sửa xe là cái chăn xả kế xả thứ bảy mình. Sau này chú có lời đó chú coi hỏi người ta có y như lời tôi nói không? Là tôi xuống tôi sửa xe, là nó xe bà đặt cái gì nó con tôi nó đặt gì đó. Mà nó vậy là năm nay nó mấy năm mà không ai giải quyết chưa. Tôi có nói dòng sửa xe gì đó, chứ tôi không có đặt quýnh mà không biết nhà, có biết nhà ai đâu mà lại lợi nhà ta. Mà cái cô đó tôi không lợi nhà cũng luôn. Cái tiệm sửa xe cái bên này nè, tôi lợi tôi sửa xe là bữa đó đi căng cá xong nhào á. Tôi bỏ một bọc cá chốt lại gửi cái chân chỗ tiệm nước đá xích ra này chút. Tôi mới lợi tôi sửa xe đó, là tôi không có chửi mắng hết trơn. Mà nó ở dưới nó quay clip lên nó nói giang nó dạo tôi, nó nói tôi xuống dưới mắng chú chửi mắng là con nhỏ chị chồng nó với con nhỏ Sụi đó, con Dương đó, là nó nói giang tôi không. Nó lấy thằng con trai thứ hai tôi rồi nó lấy thằng này luôn nè, mà thằng trai thứ hai tôi lấy ít, còn nó lấy cái thằng Quốc này là nhiều, là hai năm mấy này. Mà có lấy thì cô có bắt gặp không mà cô nói lấy hoài vậy? Tôi vô trong nhà của tôi mà cậu, là trong khi nhiều khi hai đứa nó chưa thức nữa. Tôi lên tôi dọn dẹp nhà cửa là dỡ mùng là hai đứa nằm trong mùng á. Tôi dám hứa một lời đảm chứ với chú là tôi không bao giờ tôi nói bừa. Bởi vì nhà của tôi lâu lâu tôi lên là tôi lên dọn dẹp, không dọn dẹp thì thằng con tôi nó quýnh tôi. Đó, là hai đứa ở trong nhà rồi nó dồi uống qua nó đem xuống cho tôi ăn nè. Rồi hai đứa nó ngủ, rồi nó mua ba cái thao dạo gì lên rồi nó lau nhà lau cửa cho thằng con tôi là nó ẹo ẹo bên nó lau rồi nè. Đó. Là nó có tặng bên nhỏ đó đó. Yeah. Ừ. Nếu mà tôi lên hợp đồng mạng thì tôi không bao giờ nói quan ai chứ, tôi có sao tôi nói gì. Chưa bao giờ lại nhà ai mà quậy quạng gì hết. Cho con hỏi một câu này nè, là khi mà hai người con trai mà đáng kể nhất là cái người con út quýnh cô đó, thì người con gái cô có biết hay không? Con gái cô á là hồi trước nó bên cô, mà bây giờ cái bữa mình một Tết á, không biết nó nghe lời ai không biết nữa, mà nó về hen là nó lấy chà đâm tiêu bằng inox của tôi, có chỉ cái chú bữa đó, là nó đặt cái đầu nó điện thoại đưa ba cái tiền bạc hết trơn với cái xe tay ga đi. Ủa vậy là ba người cùng quýnh luôn? Mà con nhỏ này là mới hành hạ đây thôi, mà chưa quýnh vô đầu, nhưng mà nó nói gì rồi tôi khóc rồi chú tôi lại nè. Tôi nói Ngọc Hạnh ơi con đừng quýnh mẹ, mà con tôi núp bên trong cái khạp ở sau đó nha. Nó quất vô trong cái khạp hai lỗ luôn bằng cái chà đâm tiêu. Tôi nói trời cái nhà này tao làm ai làm, cái nói bây giờ đi bây giờ tao lấy cái nhà này tao bán luôn, mai mốt tao đem về tao bán còn con tao luôn nữa chứ. Đừng nói mày tao bận gì. Cô cho con hỏi nè. Bây giờ một người thì có thể nói là con cô mất dạy hay mâu thuẫn gì đó, mà hai người thì mình cho tranh giành tài sản đi, rồi ba người phải xem lại cô có rồi. Cái vấn đề gì đó bên trong không? Tin lại gì nè, tôi lại nè, nói con ơi, nếu mà con quýnh mày bây giờ tao đưa tiền tài sản mày đi, mày quýnh tao chết được rồi. Nhưng mà ngặt cái thằng con mày mới có 5 tuổi à, nó đang ở với bà Xui bên thứ năm á, rồi bây giờ ai nuôi? Tôi khóc mà tôi lại nè, cái nó không đặt cho đầu tôi mới lấy chìa khóa xe tôi giục ra hết tiền mấy triệu tôi đưa ra hết luôn, tôi mới bắt heo đó. Rồi là nó
nó còn đưa tay lên, tôi không đưa, chị má nó đưa luôn. Tôi tính nói bây giờ con lấy tiền đi, còn cái xe để mẹ đi buôn bán mẹ sống, chứ giờ mày lấy xe, cái xe kia quất nó đập rồi. Cái nó nói bây giờ đụng mẹ mày không đưa chị phá ra, tao quất đầu mày. Là chị Tím ba chạy qua mà nói trời trời anh ơi, mẹ mày, mày sao mày dám, mày quýt mẹ mày dù cỡ nào cũng mẹ mày hạnh rồi đó, giờ mày hiếu thảo mẹ mày cỡ nào mà sao mày kỳ vậy, mày nghe lời ai vậy? Nó nói bây giờ nó có chồng mà nó không cần cái nhà này nữa. Rồi vậy con, người tình ở bên ngoài nó bức xúc nó quýt coi không? Không có người tình nào hết trơn á. Chứ tao sao mà tự nhiên mà quýt cô được? Bây giờ con hỏi cô, con chốt lại một câu như thế này. Rồi 15 tuổi nó vượt tôi lại tới 20 tuổi rồi, người tình nào đâu đó? Tôi có người tình nào đâu? Chứ tự nhiên mà giờ, tự nhiên con, cô thương cô, tự nhiên phát ra giờ là vụ thương theo cái quýt cô à? Bả có người tình thì nó cũng làm gì? Phải có lý do. Mà có người tình cũng không được quyền nào mà làm gì chứ? Không biết cậu ngồi còn đây đúng đó, không phải bên tôi đâu. Cô phải nói cái lý do nè, con không biết cái lý do sao nè, cô nói nãy giờ không rõ lý do luôn á. Có nghĩa là con nhỏ con gái của cô á về nó có hỏi xin tiền cô mà cô không cho không? Hay không là nguyên nhân tại sao? Nhưng mà lý do là nó gửi tiền cho tôi đặng mà nuôi mua heo nuôi, là tôi nó hùng với nhau. Là tôi cũng một mối tiền, nó một mối tiền. Mà trong khi cái thằng thứ hai tôi á, nó nói là trong khi là nó sợ tôi á là bán ra xài đi, nó chuối con nhỏ này về anh uống tôi vậy lấy tiền. Hồi là trước nó không chuối con em nó mà giờ nó chuối em nó luôn. Bởi vì nè, cái chuyện này nè, bởi vì thằng thứ hai nó biểu tôi á bán heo đi, cho nó mượn 10 triệu đi căn cua, mà tôi thấy con tôi không có nên thân. Rồi tôi mới nói con ơi đi mặn mướn đi, đi mặn hồ vài bữa đi rồi con hả mẹ cho con mượn vài triệu con nhà ba đưa thì quýt hết luôn. Còn chứ không mà con lấy mượn vô cớ nè mày làm hết trơn rồi sao. Rồi bây giờ cô Ngân, con có hỏi cô một lại lần nữa, bây giờ cô xác nhận với tất cả bà con trong cộng đồng mạng á là ba đứa con cô đều quánh cô hết đúng không? Chính xác là hai thằng con trai quýt tôi hết, mà thằng út quýt nhiều, còn con gái là hăm dọa là tôi khóc. Rồi thằng con trai đầu tiên của cô quýt cô vì lý do gì? Quýt vì lý do là tôi nói cậu nghe nè, tôi nằm dưới cái sàn nó đẻ luôn, là nó tóm gọn thôi, là tôi cứ dâu là lúc đó tôi cũng bình thường nè, tôi thôi cha nó, tôi không có chồng con gì hết á, là tôi ngủ nhà bên đó nè, trên đó nè cậu, chưa xuống dưới này. Là năm nay là con cháu nội tôi 9 tuổi là 9 năm rồi, là thằng đó hồi nó quýnh tôi là lần đó lần đầu đó. Rồi cái nó nhậu quà bạn bè uống rượu đi, rồi con nó sanh người vợ, nó sanh mới có 4 tháng à, thì trong cái đó nó nằm sanh đó, là đó nó ngủ đó luôn đó. Rồi cái nó nhậu nửa đêm đi, nó đòi hỏi vợ nó lại liên hệ đó. Rồi con vợ nó nói trời nó nói rồi quan hệ với vợ nó đúng không? Vợ hệ đó. Rồi vợ nó là quan hệ rồi mà nó đòi nữa. Rồi vợ nó mới nói trời ơi anh khùng cái gì vậy, anh cứ làm việc hoài, tôi qua ngủ với mẹ à, ngủ mẹ bị gì ở ngủ nhà bên rồi anh tôi à. Cái nói mày muốn không, mày qua mẹ thì tao bóp cổ mày chết, bóp cổ chết. Rồi là nó đó. Rồi là cô can là nó quýnh con đúng không? Rồi con dâu kêu mẹ ơi lên đi can con mẹ anh còn bóp cổ con chết rồi mẹ ơi. Tôi vô tôi cổ tay tôi giục ra rồi nói mày làm gì vợ mày, mặn gì mày quýnh nó dữ gì. Bắt đầu nó quay qua nó quýnh tôi phình nó quýnh tôi. Trời ơi là trời đầu cổ gì bắt. Rồi cái lần nó quýnh cô là cô nhớ ngày nào không? Nhớ là cái năm đó là tôi cưới dâu của tôi là năm 2013. Là trong khi là con cháu nội tôi được 4 tuổi đó, là nó quýnh tôi lúc đó đó. Rồi cái gần đây nhất là cái anh đó còn quýnh cô nữa không? Rồi dài hôm sau là cái chừng tháng hai tháng à, nó xuống nó mượn tiền không có, nó quýnh một chặp nữa. Đó là 2013 đúng không? 2013 đúng không? Mới nhất thôi ha. Bây giờ là mới gần đây nhất là anh có quýnh cô không? Lần gần đây nhất thì không có đánh năm rồi, hai lần. Năm rồi, thứ hai rồi. Năm rồi. Rồi bây giờ cái thằng Út là nó có quánh cô gần đây không? Thằng Út là nó hành hung tôi là tới năm rồi nè, là nó quýnh tôi là nó gục phản và bỏ nó rồi mới 25 Tết rồi nè. Là tôi có trình công an nè, là quýnh tôi nó đâm cái chiếc xe đó, là quýnh tôi bầm hết trơn, nãy giờ tôi kể nó chạy qua nhà bà mấy là nhà trên. Rồi bữa 12 này nè là quýnh cái chân nhà nãy chú quay. Rồi nè, bây giờ cho con hỏi nè, cô xác định lại chính xác con mắt cô là bị khóc là mù hay là do bị nó đánh mù? Cô nói cái kỹ. Cái này nó không phải mà đánh mù đó. Nhưng mà nó đánh vô mặt tôi như mới gọi nè, là tôi đau khổ quá, tôi khóc riết mà nó bị hay vậy nè. Nó bây giờ tôi nói con hỏi tinh thần cô ổn không? Cô họ hiện vậy tại là tinh thần ổn không? Ổn phải không? Hồi nãy giờ nói đúng hết sự thật phải không? Còn như vậy nè, như là cô đang nói chuyện trong một cái trạng thái rất là kích động luôn. Bây giờ con hỏi cho cô một cái nguyên nhân chính là cô trả lời cho con biết luôn nghe. Là hiện tại chồng cô đang ở ngoài Bắc đúng không? Dạ. Cái lý do gì mà cô chồng cô không sống cùng với cô mà lại ra ngoài đó ở? Trong khi là nó 15 tuổi nãy tôi có kể với mấy chú rồi đó. Bây giờ con hỏi cái lý do chủ yếu là tại sao mà chồng cô không ở cùng với cô mà đi ra ngoài đó ở? Thằng con nó quậy. Ô đâu. Con vậy sao chú không biết can ngăn nó mà chú bỏ đi ra ngoài đó hả? Trời ông đòi bán ở trên đất nãy tôi nghĩ đó mà tôi không chịu bán đó. Ủa sao cô không đi ra ngoài đó với chồng cô luôn? Tôi nói lạnh cũng qua bệnh quen. Tôi thử thật mà tôi nói sự lạnh cũng không chịu ra ngoài. Con bây giờ con cũng biết, tại bây giờ con chỉ mới nghe một phía của cô thôi.
chứ bây giờ chưa biết cái sự việc là có khi nào ông chồng cô cũng có ổng giận gì cô không nữa. Con cũng nghe chỉ phía cô rồi giờ cũng chưa nghe con cô nữa. Mà cô nói thì cô phải chính xác cái nào ra cái đó. Đúng không? Chồng tôi chưa bao giờ giận tôi gì hết. Ông mà một năm ông về làm 2 tháng 2 tháng hỏi cô bắt xuống gì đây. Ở chung trong nhà giặt quần áo chồng mà đầy đủ đàng hoàng. Ủa tự mà chồng của cô là ở là ba đứa con là một chồng hay là ông này chấp nối? Là ba đứa nó đó chứ không có ai mà xen vào chứ. Sao tự nhiên rồi? Sao tự nhiên lắng nhắc thì tự nhiên phát gì vậy, cái bỏ về ngoài rồi bỏ cô ở đây? Thì nó không lo làm ăn, nó 15 tuổi tôi nói bây giờ ông đòi bán hết trơn tôi không chịu, tôi nói thôi ông ơi đây là ra gầy con đi. Ông nói mới kêu ba tôi qua năn nỉ đó là dứt cái gửi cho nhà nước mà người ta không chịu bắt đó. Ông mới bỏ đi về ngoài tới giờ luôn đó. À vậy ha. Ừ. Còn lúc thằng thứ ba là lúc đó nó còn hơi nhỏ, nó mới 15 mà, còn thằng đó 17 tuổi rồi, thằng lớn 17 18 rồi. Nó còn đi tới giờ đó lúc nó 17 18 mà năm nay là 15 năm đó cậu. Con bé Út tôi lúc đó đi là 12 tuổi mà lúc ông đi lần trước cái là 6 tuổi. Sau này 12 tuổi, bây giờ con gái tôi 27 tuổi rồi, con nhỏ Út rồi nè. Dạ. Ừ. Là mà, cô tổng cộng là ba người con. Ba người ở với ông Bắc Kỳ ở ngoài Hà Nội đó. Trời ơi ba người con mà chửi với đánh cô hết trơn rồi, rồi sao ta? Vậy bây giờ thay vì vợ chồng ta đi theo đi chứ mà tiếc gì của mà để cho nó đánh. Thì bởi vì tôi ngày qua kia tôi qua vẫn khóc ông nội tứ ba tôi 85 tuổi mà thằng Út nó nuôi. Tôi nói ba ơi ba bây giờ ba sanh con ra bây giờ ba không quýnh bạc tay nào mà để con hành hạ quá ba ơi. Bây giờ ba cứu con bằng tiền không được, bây giờ ba cứu bằng tiếng nói đi ba. Lúc nào cũng có cái số điện của thằng em trai của tôi là của chồng tôi á, tôi không liên lạc với ổng. Rồi cái ba nói với ổng nói Hoành ơi mày vô đây bị gì ổng còn đứng lên bằng phán đó mấy chú. Bây giờ vô đây bán hết trơn đi rồi bây giờ chia nhiêu chia là rồi tôi bỏ xứ tôi đi rồi tôi không ở đây đâu. Đó, nếu mà tôi về với ông lạnh tôi về không được thì tôi đi bỏ xứ. Rồi là mấy bữa nay ba tôi không biết chuyện mà dính không. Rồi ổng nói nếu mà tao điện đây Hàn Quốc nó qua nó giết tao à. Là thằng Quốc thằng con tôi á, ổng sợ, ổng là ông ngoại ổng còn sợ gì đó. Bởi vì quá trời nó quýnh tôi nhiều lần tôi nói ba nó quýnh con bây giờ bầm dập chân ba ơi ba. Bây giờ sao ba ông nói trời ơi cái thằng nó tàn á. Tao sanh bay từ nhỏ lớn tao chưa quýnh bay bạc tay mà sao mà để con bay quýnh dữ vậy. Đó ba tôi là ông đổ dân tứ đó. Tôi có để trong đơn cho ba tôi đứng trong trong đó là ông làm chứng rõ ràng là quýnh tôi bao nhiêu lần rồi tôi. Ba tôi biết hết trơn luôn. Rồi công an người ta đằng nào tuấn trình hết trơn á mấy cậu ơi. Nhưng mà nãy con cô có bằng chứng là nhà, cô, những cái clip mà cô lại nhà người ta chửi vô cớ rồi sao? Tôi nói cậu nghe nè, tôi ở kế bên tôi sửa xe. Mà trong khi mấy bữa trước nó hành hung tôi là nó quýnh tôi 25 Tết rồi. Rồi có cách chừng trước là nó quýnh tôi là bữa mùng 2, 3 đấy. Là cái con Dương á tôi nói gành cho cậu nghe luôn, nó xuống nhà quán kế bên á. Là ba cái quần áo con tôi bán trên mạng gái tôi nè, nó về chảnh mũi con tôi nó lấy trơn à. Cái tôi mới kiếm ông gặp đi. Cái tôi nói Dương ơi con tôi ở nhà bên đây thì cứ quán cái bên hồi nãy vô nhà cậu quay đó. Nói Dương ơi mùa con ăn bún hả một chút qua đi bác Sáu nói chuyện con chút. Nó nói cái tôi ra sao tôi cho heo ăn. Cái nó nói tôi có gì dính dám gì bả đâu mà qua nói chuyện. Bởi vì nó ở con tôi mà lén nó trốn rồi đó. Cái đầu nó đi đẳng đi cái con nhỏ cái bên nó ghét tôi mà bữa hổm cũng tranh chấp mà cái vụ con mèo qua nhà nó đi. Rồi cái đầu nó mét con nhỏ kia. Cái con nhỏ kia điện cho thằng Quốc là nó xuống nó quýnh tôi đặt quạt gió là nó đặt tôi một chặt rồi. Rồi tôi mới sửa xe tôi mới nói nè, tôi nói cô Dương á mày xuống mày làm sao mà cho thằng Quốc nó quýnh tao muốn chết gì đó. Đặt tiêu cái quạt gió tao chứ tiêu cái thùng nước tao. Rồi nó quay lên A Ba Ga rồi nó nói thêm tôi đó cậu chứ không có chuyện gì hết trơn cậu, tôi không có đi mắng vốn ai chừng á. Tôi thề. Nghe chăng cái tiệm sửa xe mơ chiều cậu xuống dưới cậu quay rồi cậu nói bả xuống mắng vốn hay là bả sửa xe là bả kể ra vậy. Đó tôi kể ra thôi nha. Chứ tôi không có mắng vú mắng lời gì nghe mà mấy cô. Đó. Rồi mới hai ba bữa nay nó chửi tôi nữa nè, con Dương ở đó với con nhỏ chủ quán chị chặt nó đó. Bây giờ những lời cô nói là đúng. Nếu bây giờ tụi con có đăng lên á thì cô có chịu trách nhiệm pháp luật hay không? Chịu trách nhiệm với pháp luật luôn. Và nãy giờ cô là bình tĩnh luôn đúng không? Bình tĩnh luôn. Dạ. Yeah. Rồi thí dụ bây giờ con cô ba đứa con cô mà khi cô con quay lên bức xúc người ta muốn đối chất với cô rồi đối chất không? Dám. Tôi chết rồi còn một cái gì nữa bồi nữa, tôi khỏi nào tôi cũng dám. Bởi vì tôi có bằng chứng ở trên luôn mà. Bởi vì trong điện bằng chứng là sao cô? Bằng chứng gì? Bằng chứng là trong khi là nó đập đổ nè. Thứ hai nữa. Đâu bằng chứng đâu đưa đây luôn đi. Cái này nè, là nó đập đổ đồ đạc tôi nè, trong này hết trơn luôn nè. Đâu? Để tôi bấm cho cậu coi nè. Nè, cậu coi cái clip này coi là mới đây đó nha. Còn mười mấy năm nay làm sao tôi để cái ấm này nè. Hồi đâu? Trước nó đập banh chành rồi tôi mới mua. Đâu, quay ra, quay. Quay trước ngực á, để trước ngực đi. Đâu cái gì đâu. Rồi, cái đó là cái gì? Cô nói đi, Từ từ, dài qua từ đầu. Nè, cái dao này nó cắt cổ tôi là mới có bữa mùng 2 nè, mùng 2 âm lịch mà nè. Nó cái ghê vậy. Nghiêng chụp dọc nè.
nè, rồi cái ấm này nó đập rồi của tôi nè. Rồi. Nè, rồi cái này nó mới đập cái bữa mà xuống quýt tôi nè, mà nó mớp chân nè. À. Nè, rồi cái vàng mai của tôi nè, cậu coi mà tôi mua nguyên mà đập hết trơn nè. Rồi rồi. Nè, vàng mai bị tôi sợ mai nè, mà vàng mai nè. Nè, rồi cái này cái thùng mà kẹo kéo nè cậu, nó đứng như nè mà xuống mà nó đập ngang nè, cậu coi nè nè, thấy chưa? Rồi. Bây giờ hết hát luôn nè. Rồi. Đó. Nè. Rồi nè nè, rồi qua bên đây cậu coi cái quạt gió này, bạn banh chân nãy cậu trên giặt cậu thấy cái quạt nó mới không? Rồi rồi. Nè, đập hết trơn nè, nè thấy không nè. Nè, còn cái xe tôi nè, nó đập mà văng cái yên ga nè, mấy bữa nay tôi lỡ chủ mà salon mà chủ sổ kè nè, tôi đập. Tôi mới làm mới học rồi tôi mới ngồi được, thôi ngồi đâu được nè cậu coi nè. Rồi. Nè, nè đó. Nè thấy không? Rồi. Nè, rồi còn cái xe nè, tôi chụp hình cái trước mặt xe nè. Banh nó trước này trơn nè, banh qua đây trơn luôn nè. Cậu thấy chưa nè, cái quạt gió mới nè. Mới mua 270 ngàn, bây giờ nó đập gì? Cái quạt gió hồi nãy là tôi quạt đỡ đó cậu thấy không? Nhưng mà nó không giúp tôi nói lên hợp đồng mạng hết trơn rồi đó. Rồi thì vậy là xong nè, con chốt rồi, bây giờ là cô những anh em ở đây quay thì cô yêu cầu tụi con nhờ tụi con đến chia sẻ giúp những cái bức xúc của cô đúng không? Ừ. Thì tụi con được phép đăng không cô? Đăng lên luôn. Dạ. Mà để đá tôi kêu bắt mà không đăng gì để dưới tôi nói một đoạn này cho mấy cậu nghe nè là hết lòng với tôi luôn rồi đó. Bây giờ mấy cậu đăng lên mấy cậu mà nó không còn giết tôi là cũng như là đêm nay đi. Ừ. Là đây sắp tới là tôi an toàn. Dạ. Và giải quyết được cái chuyện này thì tôi vẫn ở đó tôi mà ăn cậu. Dạ. Còn nếu mà sau này qua năm tôi còn lên trên chển tôi nuôi tôm nó bị rồi. Gì cái không đất tôi lấy lại bị gì ta cho mướn 3 năm nay rồi. Là tôi vẫn làm ăn. Còn nếu mà tôi yêu cầu cô bác trong nước ngoài nước nè là không giải quyết được con tôi ha thì tôi bỏ xứ tôi đi. Rồi. Mà tôi xin hợp đồng mạng đó, cho tôi xin một cái nhà mua cái chừng 5-6 thước cũng có cái nhà tôi thôi. Được, mua cái nền với cất cái nhà. Ủa thì sao bây giờ có để tôi nói hết cho cậu nghe rồi trong khi á là bởi vì nó hành hung làm mấy ông không giải quyết được làm sao tôi ở được. Tôi phải đi xứ khác là tôi bỏ xứ đó luôn, tôi bỏ đất bỏ đai bỏ hết luôn. Rồi tôi đi mua một cái nhà. Thì sao cô là... cô khổ vậy? Bây giờ có đất mặt tiền thì bán đi chứ đi luôn mất mới gì mà ở đó làm chi cho bị trời. Còn thằng cha nó còn đứng tên bây giờ nó quậy ông mà lại ông có mua ông chết á. Nó chết hả? Đó. Ừ. Thôi vậy giờ rồi tôi đi nó biểu tôi á là bỏ đuổi đi tôi nói trời trời hồi đó nước cái sậy không mẹ làm lên đây là mà mấy trăm triệu bây giờ mày đưa tao 200 triệu tao đi nó nói á bà cái nhà đó bà giỡn đâu giỡn đi cái nền rồi bây giờ nè con nói con nè tụi con bây giờ quay cũng là clip bằng chứng cô nói nãy giờ rồi đó ngày mai mà nó có làm gì cô thì là người ta xử nó rồi bây giờ tụi con được phép đăng này không nói nè được phép. À. Là bởi vì con chạy ra tới đây mà cô bữa nay là cuối rồi cái lần đầu mấy cậu cũng gây quay đây nhưng mà tôi cũng chưa có nói là chính xác làm sao bây giờ. Ừ. Bữa nay còn gì nữa rồi mà. Cô nói mà nói sai là cô phải chịu pháp luật à. Nếu mà nó quýnh tôi mà tôi thì tụi con đến đây cũng theo như lời cầu cứu của cô thì tụi con chia sẻ lên thì nãy giờ cô cũng nói rồi đó những cái lời nói cô sự thật cũng như là cô đang bình tĩnh trong trạng thái bình tĩnh và bây giờ tụi con cũng có cũng là cô nhờ tụi con đăng lên thì có gì là cô chịu mọi hình phạt của pháp luật nha nếu mà cô nói sai rồi vậy nha cô rồi tụi con cũng xin kết thúc nha dạ.